Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình AirDrop. Ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT token ship nha các bạn. Một token ship này có khoảng 20 mấy đô các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow giúp mình 5 kênh Twitter nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp mình 4 kênh Telegram group channel nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like và comment in, các bạn copy cái hashtag này giúp mình các bạn. Rồi các bạn copy cái hashtag này mình, rồi các bạn follow. Lưu ý nha các bạn, tờ Twitter của các bạn phải có trên 5 lượt follow các bạn mới tham gia dán này mới được các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn làm các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bình luận nữa các bạn. Nhắn vào các bạn, các bạn trả lời nè. Rồi phá các bạn chạy xíu các bạn. Sau khi các bạn bình luận xong thì các bạn bắt đáp lời nha tất cả các bạn. Các bạn bắt đáp lời các bạn chỉ dẫn với từ quýt nè các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình vào nha tất cả các bạn. 1 2 cộng Minh Goku 2 3 4 5. Rồi các bạn tiếp tục các bạn công tác dán hát tác đó giúp mình ở dưới nha các bạn. Các tác là sạc pin bi và trà này các bạn. U là đen các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại cho mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mới đáp lại nha các bạn. Các bạn bắt đáp mở lên form nãy lại nè. Rồi xuống đây thì các bạn chỉ việc điền dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn download cái logo này các bạn làm đánh đại diện cho tờ Twitter mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn submit tờ username tờ Twitter của bạn nha các bạn. À cộng MMO của anh nha các bạn. Tiếp tục thì giúp mình địa chỉ ETH nha tất cả các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình trên chocolate nha các bạn. Và giá ga ETH giảm mà mình. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ link retweet nha các bạn. Thì các bạn cũng mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào bài gạch bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lại một cái bài của nó các bạn. Tôi biết chỉ là thứ các bạn. Rồi bạn chia sẻ cái bài tờ quýt nha bạn. Nhấp vào ba chỗ gạch nè. Các bạn sao chép đến Twitter nè. Các bạn mới đáp lại nè các bạn. Các bạn dán tên người quýt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một cái thông tin mình điền có chính xác không nha tất cả các bạn. Các bạn điền không chính xác là tôi cần nó không về nha các bạn. À cộng MMO của anh nè. Rồi các bạn bấm gửi nha các bạn. Ok, mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tốc cần ship đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.